where the movie started. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin trình bày chuyên đề số 3 trong series video của Bí Quyết Khởi Nghiệp, một chuyên đề rất là quan trọng, đó tên là lập kế hoạch kinh doanh. Thì như các bạn đã biết, trong một doanh nghiệp khi chúng ta muốn thành lập, chúng ta phải có một cái bản kế hoạch kinh doanh, cũng như là khi mà doanh nghiệp chúng ta trong quá trình phát triển, chúng ta muốn mở rộng quy mô thì chúng ta phải có một cái bản kế hoạch kinh doanh để thuyết phục được cái đơn vị huy động vốn, cũng như là chúng ta muốn vay vốn ngân hàng thì chúng ta cũng phải có một cái bản kế hoạch kinh doanh thật là hoàn hảo để chúng ta thuyết phục được những cái đơn vị có thặng dư vốn, họ sẽ góp vốn vào doanh nghiệp chúng ta để chúng ta cùng phát triển doanh nghiệp. Thì đó là một trong những lý do chúng tôi thành lập nên cái chuyên đề số 3 là lập một cái kế hoạch kinh doanh như thế nào là hiệu quả, và chúng ta tìm hiểu được là trong cái quá trình lập kinh doanh đó thì chúng ta cần làm những cái bước như thế nào. Thì trong cái chuyên đề của ba này chúng ta này đó, là chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung là chúng ta sẽ tìm hiểu về khách hàng và phân tích cái đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Chúng ta lập một cái bản kế hoạch marketing theo cái nguyên tắc 4B. Chúng ta sẽ ước tính được cái lượng hàng bán ra như thế nào. Chúng ta cũng định giá cho các hàng hóa cũng như dịch vụ của chúng ta là ở cái mức giá nào. Chúng ta ước tính được cái doanh thu bán hàng. Đồng thời chúng ta lập được cái kế hoạch doanh thu và kế hoạch chi phí. Bên cạnh đó, khi chúng ta phát hành một cái sản phẩm dịch vụ hay là chúng ta triển khai thành lập một doanh nghiệp thì chúng ta cũng phải có một cái bản kế hoạch tài chính. Chúng ta nên lập một bản kế hoạch tài chính. Thì từng bước chúng ta sẽ nghiên cứu những cái nội dung này. Thì trước tiên, phần thứ nhất là chúng ta tìm hiểu khách hàng và phân tích cái đối thủ cạnh tranh. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu khách hàng. Và chúng ta phân tích đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Thì ý thứ nhất là chúng ta phải vào vai một cái người khách mua hàng của chúng ta. Chúng ta sẽ vào vai, đóng vai trò là một cái khách hàng. Vào vai một khách hàng để chúng ta tìm hiểu được cái khách hàng của chúng ta mong muốn là cái gì, để chúng ta phân tích được cái đối thủ của chúng ta có những cái sản phẩm dịch vụ nào mà ưu việt hơn chúng ta hay không. Ý thứ hai là chúng ta tìm hiểu về các cái nhà quản lý điều hành của công ty đối thủ thật chi tiết và kỹ lưỡng. Chúng ta tìm hiểu cái CEO của đối thủ chúng ta. Thì CEO của đối thủ chúng ta, chúng ta phải tìm hiểu kỹ và chi tiết là anh ta có phong cách như thế nào và phong cách lãnh đạo như sao, tính cách như thế nào, để chúng ta tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của anh ta, để chúng ta sẽ có được những cái giải pháp, có những cái solution mà có lợi cho doanh nghiệp chúng ta. Ý thứ ba trong cái tìm hiểu khách hàng và phân tích cái đối thủ cạnh tranh của chúng ta, đó là chúng ta trò chuyện với khách hàng của đối thủ chúng ta. Chúng ta phải trò chuyện với khách hàng đối thủ của chúng ta. Chúng ta đồng thời chúng ta phải tận dụng được các cái lợi thế của Internet. Chúng ta tận dụng được lợi thế của Internet. Thì qua công cụ là Internet này, chúng ta có thể nghiên cứu được đối tượng khách hàng của chúng ta. Chúng ta sau quá trình chúng ta trò chuyện với khách hàng thì chúng ta đã nắm được tâm tư nguyện vọng và cũng như là yêu cầu mong mỏi kỳ vọng của khách hàng đối với những cái sản phẩm của đối thủ cũng như là sản phẩm đối thủ cùng ngành của chúng ta. Thì chúng ta tận dụng cái lợi thế của Internet, chúng ta có thể nghiên cứu được thị trường, chúng ta có thể tìm hiểu được cái xu hướng tiêu dùng cũng như là nhu cầu tiêu dùng và những các cái lợi thế khác mà chúng ta có thể kiểm chứng được. Trong cái mục này thì chúng ta có ý thứ năm, đó là chúng ta kiểm tra các thông tin được công bố rộng rãi. Thì cũng thông qua môi trường Internet, chúng ta kiểm tra thông tin được công bố rộng rãi để chúng ta có những cái dự báo thị trường cũng như là chúng ta có những cái công tác thống kê được hiệu quả. Ý thứ sáu trong cái mục tìm hiểu khách hàng và phân tích đối thủ cạnh tranh, chúng ta phải tham dự các cái cuộc hội thảo và triển lãm thương mại. Chúng ta tham dự hội thảo và các cái đối thủ chúng ta, khi các đối thủ tham gia hội thảo hoặc triển lãm thương mại, họ sẽ tung ra những cái sản phẩm và họ quảng bá được cái hình ảnh của họ cũng như là những cái đặc điểm đặc trưng của sản phẩm dịch vụ của họ. Thì chúng ta qua đó chúng ta nghiên cứu được cái những đặc điểm đặc trưng của
sản phẩm dịch vụ của họ, và chúng ta sẽ có được những cái giải pháp về sản phẩm dịch vụ của chúng ta một cách hoàn hảo nhất. Ý thứ bảy là chúng ta đánh giá các cái mục tiêu cạnh tranh. Chúng ta đánh giá các cái mục tiêu cạnh tranh của chúng ta. Và ý thứ tám là chúng ta phải nhận thức rõ những cái cuộc cạnh tranh tiềm ẩn. Thì những cái cuộc cạnh tranh tiềm ẩn này diễn ra thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái doanh nghiệp chúng ta như thế nào, và chúng ta có lợi thế gì khi chúng ta tham gia những cái cuộc cạnh tranh tiềm ẩn này. Và ý thứ chín tiếp theo đó là chúng ta đừng giao trách nhiệm cho một ai đó giúp bạn bắt kịp cái đối thủ cạnh tranh của mình, mà phải chính mình nghiên cứu để chúng ta tìm ra giải pháp. Chúng ta phải hiểu rõ đối thủ của chúng ta, hỏi đối thủ của chúng ta đang nằm ở level nào và chúng ta đang ở mức level nào, từ đó chúng ta sẽ có một giải pháp để hoàn thiện cái sản phẩm và phát triển doanh nghiệp chúng ta. Và ý thứ 10 là chúng ta phát họa một cái bức tranh toàn cảnh về sự cạnh tranh trên thị trường. Chúng ta phải có một cái bức tranh, toàn cảnh để chúng ta thấy được cái sự cạnh tranh trên thị trường khốc liệt. Khi chúng ta thấy được sự khốc liệt của thị trường và khốc liệt như thế nào, chúng ta sẽ có những cái giải pháp cụ thể và có những cái giải pháp đặc trưng nhất mà chỉ có doanh nghiệp chúng ta khi chúng ta tung ra thị trường thì chúng ta sẽ chiến thắng. Ví dụ như chúng ta trên thị trường chúng ta thấy thị trường nước uống của Coca-Cola và Pepsi, thì hai đối thủ này luôn luôn có những cái chiến thuật và chiến lược từng cái địa bàn thị trường. Ngay lãnh thổ Việt Nam thì họ có những cái chiến lược như thế nào? Ví dụ như ở lãnh thổ của Ấn Độ thì họ sẽ có những cái bước đi quảng bá chiến lược như thế nào để thâm nhập thị trường, và hai đối thủ này luôn luôn lúc nào cũng lúc thắng và lúc thua, thắng luôn. Và thị phần các bạn thấy là có những cái lúc là thị phần Coca-Cola chiếm thị phần hơn là Pepsi, và có những lúc Pepsi chiếm thị phần hơn là Coca-Cola. Khi mà chúng ta khởi nghiệp, chúng ta tìm hiểu khách hàng và phân tích đối thủ cạnh tranh, chúng ta phải nắm vững được 10 bước này và 10 ý này, chúng ta sẽ vận dụng cụ thể và từng cái sản phẩm dịch vụ chúng ta, thì chúng ta sẽ có những cái bước đi một cách là hoàn hảo nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần thứ hai, đó là lập kế hoạch marketing theo nguyên tắc 4B. Thì hiện tại bây giờ chúng ta đã có nguyên tắc marketing theo nguyên tắc 7B. Như ở đây tôi tạm thời trình bày nguyên tắc lập kế hoạch marketing theo nguyên tắc 4B. Đây là một cái bước căn bản. Từ những cái bước căn bản marketing này chúng ta sẽ phát triển. Trong các diễn đàn chúng tôi sẽ phân tích thêm là 7B, gồm có 3 cái B, đó là 3B này. Thì các bạn từng bước sẽ thấy trong cái thời đại ngày hôm nay chúng ta cần phải có 3B thêm 3B nữa ngoài cái 4B truyền thống. Để các bạn biết thì chúng ta có nhu cầu khách hàng. Nhu cầu khách hàng, thì bên nhu cầu khách hàng này chúng ta sẽ có một cái B thứ nhất, đó là chúng ta có product. Product đó là một sản phẩm. Thì chúng ta thấy là sản phẩm dịch vụ chúng ta là những sản phẩm nào? Chúng ta thuộc cái top sản phẩm dịch vụ hay là chúng ta hàng hóa chúng ta sản xuất? Ví dụ như dịch vụ thì chúng ta dịch vụ đào tạo, thì chúng ta đào tạo cái sản phẩm này có gì đặc trưng hơn? Ví dụ như chúng ta có những cái sản phẩm này ưu việt hơn và chiếm ưu thế hơn, và thị trường đang cần và những người học viên đang cần, và cái sản phẩm này là thuộc vào đối tượng khách hàng nào mà họ có nhu cầu. Đối tượng khách hàng chúng ta là sinh viên mới ra trường, hay là những người bắt đầu khởi nghiệp, hay là những người đã khởi nghiệp mà đã thất bại, họ muốn đúc kết về những kinh nghiệm từ những cái hàng lâm qua cái thực tế để họ có một cái bài học tốt hơn để lần khởi nghiệp lần sau họ sẽ thành công. Và những người bắt đầu khởi nghiệp cũng như là sinh viên, khi mà định hướng chọn nghề nghiệp thì chúng ta có một cái nhìn tổng quát, đó là một sản phẩm bạn cung cấp đại đa số hay là một nhóm đông. Ví dụ như thị trường internet marketing bây giờ thì chúng ta nhắm vào là affiliate, là đối tượng marketing, và affiliate của Việt Nam, những cái sản phẩm của Việt Nam bây giờ có cạnh tranh hay là phát triển mạnh bằng internet marketing của quốc tế như thế nào. Chúng ta bán sản phẩm, bán hàng hóa cho Amazon, hoặc là chúng ta bán hàng hóa cho sản phẩm dịch vụ cho eBay, thì cái internet marketing như thế nào đạt hiệu quả, thì chúng ta phải nhắm tới được cái sản phẩm chúng ta có những dụng gì ưu việt. Thì bên cạnh cái B thứ nhất, B thứ hai đó là price, đó là giá cả. Price, giá cả này thì có nhiều công ty, có nhiều doanh nghiệp họ sử dụng chiến lược về giá cả.
Ví dụ như chúng ta thường thấy nhất đối với lĩnh vực xe hơi hoặc là lĩnh vực xe máy động cơ, thì Trung Quốc và Nhật, thì Trung Quốc, các cái doanh nghiệp Trung Quốc thường sử dụng chiến lược về giá cả rẻ và kèm theo chất lượng, sử dụng được nhưng không bền, hoặc là những dòng xe tải mà đâm xem chẳng hạn. Ví dụ như trên thị trường vừa qua có đâm xem, thì chúng ta thấy là cũng là xe tải bốn bánh nhưng mà đó là hàng Trung Quốc, chỉ trả được một tấn trở lại, họ có thể nâng lời lên, nâng nhiếp lên và trả được một tấn rưỡi. Như vậy thì cái lĩnh vực này cũng có cái phân khúc khách hàng là đối tượng của chúng ta là người ít thu nhập thấp và có ít tiền để kinh doanh, và người dân Việt Nam có thể ưa chuộng. Trong giai đoạn này chúng tôi chỉ cần mua xe này và tôi chở được hàng một thời gian thì chúng tôi sẽ có được thu nhập, và thường sẽ tính phương án chọn xe khác. Thì dòng sản phẩm này cũng như là dòng xe này mặc dù là giá thấp và chất lượng thấp nhưng mà nó vẫn đáp ứng được một phân khúc khách hàng nào đó để đáp ứng cho thị trường. Thì như vậy thì Trung Quốc nó vẫn có lợi thế hơn là những cái hãng xe cao cấp của Nhật Bản. Và cái B tiếp theo đó là Rồi Motion. Rồi Motion này có nghĩa là chúng ta xúc tiến thương mại, chúng ta xúc tiến những cái chiến lược mà chúng ta, sau khi chúng ta có một sản phẩm, chúng ta định hình được sản phẩm, chúng ta được có một giá bán hàng hóa này và chúng ta định được cái điểm hòa vốn, thì chúng ta xúc tiến những cái sản phẩm, triển khai sản phẩm này như thế nào để đạt hiệu quả. Và tiếp theo cái B thứ 4 đó là Place, đó là địa điểm. Địa điểm là chúng ta, như chúng ta phân tích ví dụ hồi nãy, đó là dòng sản phẩm xe của Trung Quốc sản xuất, thì chúng ta dòng xe tải hạng nhẹ là 1 tấn đổ lại, và cái nơi mà chúng ta triển khai là những cái nơi nào, ví dụ như tại địa bàn cũng như là tại thị trường Việt Nam chúng ta sử dụng để chở hàng hóa. Và chúng ta như thế, thì như vậy thì chúng ta chọn được cái địa điểm triển khai. Ví dụ như là sản phẩm Coca-Cola và Pepsi, họ chọn cái địa điểm triển khai và họ sẽ tính vào mạnh vào thị trường là nông thôn hay là thị trường thành thị, thì cái những cái sản phẩm đó, sau khi chúng ta lập được một bản marketing, lập một bản kế hoạch marketing 4B, chúng ta sẽ thấy được một bước bước tranh chung và chúng ta sẽ có lợi thế hơn các cái đối thủ cạnh tranh chúng ta. Thì từng bước chúng tôi sẽ phân tích tiếp. Hiện tại bây giờ chúng ta sẽ có một là kế hoạch marketing là 7B, thì từng bước trên diễn đàn chúng tôi sẽ phân tích thêm 3B nữa là gồm có những cái phần nào. Bây giờ chúng ta đi qua ý thứ ba, đó là chúng ta ước tính được cái lượng hàng bán ra như thế nào. Ý thứ ba đó là chúng ta ước tính cái lượng hàng bán ra. Chúng ta thấy là lượng hàng bán ước tính, chúng ta dựa trên cái cơ sở đánh giá của bạn về cái lợi thế của hàng hóa hoặc là cái dịch vụ, cũng như là chúng ta thấy được cái số lượng khách hàng, quy mô thị trường và cái khả năng cạnh tranh của bạn. Chúng ta cần tính cái số lượng hàng bán ra và cái tiền hàng thu được trong cái 3 năm tới. Trong đó năm thứ nhất chúng ta tính theo cái từng quý. Nếu có thể áp dụng cách này trong cái lĩnh vực của bạn, thì chúng ta thấy những cái con số này nó sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với các cái tính toán tài chính khác cho bạn. Thì bạn dựa vào những cái số liệu này thì bạn sẽ có những cái tỷ số tài chính khác để chúng ta cung cấp những cái kế hoạch lập kinh doanh, chúng ta thiết phục cho chính bản thân của doanh nghiệp, và có thể là chúng ta sử dụng cái bản kế hoạch kinh doanh này chúng ta làm cái con số và làm những cái chỉ tiêu để chúng ta đi vay vốn ngân hàng. Ở đây thì trong cái bước thứ ba này, chúng ta ước tính cái lượng hàng bán ra, chúng ta có một số cái lời khuyên của các chuyên gia như sau. Thứ nhất, nếu bạn ở cái ước tính số lượng hàng bán ra trên mỗi khách hàng dựa trên các cái thông tin cũng như là nghiên cứu của các cái hiệp hội ngành nghề, hoặc là chúng ta phỏng vấn qua các cái chủ doanh nghiệp hoạt động trong cái những cái lĩnh vực tương tự, thì chúng ta nên trích dẫn những cái nguồn trên cái phần để làm cái tăng thêm cái độ tin cậy của các cái con số liệu này, để chúng ta làm cơ sở tính toán cho bạn. Và những cái số liệu và những cái con số này chúng ta có thể thuyết phục nhà đầu tư, chúng ta có thể tìm nguồn vốn đầu tư vào doanh nghiệp chúng ta một cách hiệu quả nhất.
Ngoài ra chúng ta không nên sử dụng cái từ là thận trọng. Chúng ta không nên sử dụng từ thận trọng khi mô tả những cái dự tính về cái lượng hàng bán ra. Các nhà cho vay cũng như là những cái người mà đầu tư cấp vốn cho chúng ta để phát triển doanh nghiệp đã quen thấy những cái từ này trong các cái tính toán. Thực ra chẳng thận trọng chút nào. Khi mà chúng ta sử dụng từ thận trọng thì ngay những cái nhà đầu tư sẽ thận trọng với chúng ta. Ý thứ ba là chúng ta không đưa ra những cái dự toán, những cái dự tính quá to tát, chúng dễ làm tổn hại uy tín kinh doanh của bạn. Một cái lỗi thường gặp là ước tính kết quả kinh doanh dự đoán khiêm tốn một cái vài năm, và rồi chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta ước tính cái dự tính kinh tế của chúng ta mà có một cái khiêm tốn thì sẽ tăng mạnh, khi chúng ta đẩy mạnh tăng lượng về bán hàng, chúng ta sẽ xảy ra một hiện tượng là thị trường bắt đầu cắt cánh. Và ý tiếp theo đó là chúng ta giả định những cái kịch bản tối ưu và những cái kịch bản xấu nhất, và chắc chắn những cái kịch bản chắc chắn xảy ra để chúng ta xây dựng tính toán tổng thể về cái lượng hàng mà chúng ta cắt bản. Ý tiếp theo là ý thứ tư. Ý thứ tư là chúng ta định giá cho hàng hóa cũng như là chúng ta định giá cho dịch vụ. Chúng ta định giá về hàng hóa cũng như sản phẩm dịch vụ. Thì thứ nhất chúng ta có định giá cộng thêm. Thì định giá cộng thêm thì phương pháp này chúng ta có định giá cộng thêm. Nếu bạn biết theo phương pháp này thì bạn có thể tính chi phí làm cho cái sản phẩm hay là dịch vụ và cộng thêm một cái tỷ lệ phần trăm lợi nhuận, cộng thêm một cái phần trăm lợi nhuận biên để được cái giá bán. Thì phương pháp này đặc biệt phù hợp với các cái nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ. Nếu mà cái công việc kinh doanh của bạn đang tiến hành hiệu quả thì phương pháp này sẽ đưa ra một cái giá bán có tính cạnh tranh trong vùng. Nếu không thì chi phí của bạn sẽ cao hơn chi phí của những cái đối thủ cạnh tranh, nghĩa là cái giá của bạn đã bán là quá cao, như vậy thì chúng ta sẽ mất cái lợi thế cạnh tranh. Thì trong cái phần định giá cho hàng hóa và dịch vụ, chúng ta có cái phương pháp thứ hai là chúng ta định giá cạnh tranh. Định giá cạnh tranh là chúng ta có một cách khác để chúng ta xác định giá. Chúng ta hãy tham khảo giá của cái đối thủ mà chúng ta đang cạnh tranh và làm thế nào để giá của bạn có cái khả năng cạnh tranh với giá của họ. Nếu mà bạn định giá cao hơn đối thủ cạnh tranh của mình, bạn cần đảm bảo rằng bạn có thể làm tốt hơn cái công việc, chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu khách hàng thì giá chúng ta mới được càng cao hơn. Thì đây là hai cái phương pháp mà chúng ta định giá hàng hóa dịch vụ, đó là định giá cộng thêm và định giá cạnh tranh. Trên thực tế thì chúng ta hãy sử dụng cả hai cái phương pháp định giá này theo cái chi phí và cái định giá cạnh tranh. Bạn cần xác định đúng cái chi phí cho sản phẩm của mình, chúng ta đảm bảo giá của bạn phải đủ trang trải cái chi phí. Chúng ta luôn tham khảo giá của các đối thủ cạnh tranh để chúng ta biết được giá của mình có cái tính cạnh tranh hay không, chúng ta có đảm bảo so sánh cùng một loại giá. Ví dụ như là chúng ta không được so sánh giá bán của nhà sản xuất với giá bán của cửa hàng bán lẻ. Một cái khó khăn đó, trong cái việc dự đoán và là phản ứng của các đối thủ cạnh tranh đối với cái doanh nghiệp mới. Đôi khi chúng ta thấy là các đối thủ sẽ phản ứng mạnh mẽ với các cái doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường. Họ có thể giảm giá và gây khó khăn cho các cái doanh nghiệp mới khi mà mới hình thành. Doanh nghiệp mới thường xuyên chúng ta phải đối mặt với các cái rủi ro bất ổn, cho dù lập kế hoạch kinh doanh được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và rất là cặn kẽ, rất là chi tiết. Bây giờ chúng ta đi vào phần thứ năm, đó là ước tính doanh thu bán hàng. Chúng ta ước tính doanh thu bán hàng chúng ta, thì như bạn biết cái việc mà dự đoán doanh thu trong cái giai đoạn khởi nghiệp khi các cái thông số tài chính còn quá mơ hồ là cả một nghệ thuật. Nhiều cái chủ doanh nghiệp thường bỏ ra qua cái khâu này
vì cho rằng cái khâu này rất là mất thời gian. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ không góp vốn vào cái công ty cũng như là vào doanh nghiệp của bạn, không thể đưa ra các dự báo tài chính chi tiết. Do đó, chúng ta muốn các cổ đông góp vốn vào công ty, chúng ta phải đưa ra các dự báo về tài chính chi tiết. Điều quan trọng hơn là các cái dự báo về tài chính này phải hợp lý, sẽ giúp bạn kiểm soát tốt được cái chi phí, phát triển được các kế hoạch nhân sự cũng như là kinh doanh. Bên cạnh đó, doanh thu phải được xác định theo cái giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc là những cái khoản sẽ thu. Ví dụ như chúng ta thấy là theo quyết định 149/2001, quyết định của Bộ Tài chánh ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chánh thì sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chánh như sau. Chúng ta thấy là doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định bởi thỏa thuận giữa doanh nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản. Nó được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ được thu sau khi trừ các khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, giảm giá của hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại. Đó là họ định nghĩa là doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu theo quyết định 149. Bây giờ chúng ta đi ý thứ 6, đó là chúng ta lập kế hoạch doanh thu và chi phí. Chúng ta sẽ đi lập kế hoạch doanh thu và chi phí. Ý thứ nhất, chúng ta bắt đầu bằng chi phí chứ không phải là doanh thu. Chúng ta thấy là chi phí thì gồm có là chi phí cố định hay là gọi là chi phí hoạt động, tiếng Anh gọi là overhead, tại gồm có là tiền thuê văn phòng, hóa đơn tiền điện, tiền nước, vân vân, chi phí điện thoại, dịch vụ viễn thông, chi phí hạch toán kế toán, các cái loại chi phí liên quan đến pháp lý, bảo hiểm, cấp phép, chi phí bưu chính, chi phí công nghệ, chi phí quảng cáo, chi phí marketing, chi phí tiền lương. Thì những cái khoản overhead này là tất cả các khoản chi phí, không bao gồm chi phí lao động trực tiếp, nguyên vật liệu trực tiếp hoặc là các cái chi phí quản lý. Thì bên cạnh cái chúng ta đang phân tích chi phí cố định và chi phí hoạt động này thì còn có cái chi phí biến đổi. Thì từng bước chúng ta sẽ đi phân tích trong cái diễn đàn về cái chi phí biến đổi này như thế nào. Thì trong cái mục mà lập kế hoạch doanh thu và chi phí, chúng ta tìm hiểu ý thứ hai, đó là chúng ta dự báo doanh thu theo cả hai kịch bản là thận trọng và lạc quan. Và ý thứ ba là chúng ta phải kiểm tra các cái hệ số tài chính để đảm bảo rằng những cái dự báo của bạn là hợp lý. Và cái này chúng ta quan tâm đến là các cái tỷ số hay là các cái hệ số tài chính. Chúng ta quan tâm đến các cái hệ số tài chính này để đảm bảo rằng dự báo của mình là chính xác, là hợp lý. Ý thứ bảy là chúng ta lập một cái kế hoạch tài chính.